Đầu tiên đó là cổ họng xoay xuống cơ bản. Và tiếp theo đó là cổ họng xoay lên. Và một quả dao nữa khá phổ biến trong các trận đấu mình sử dụng đó là quả dao chuỗi dài. Đục. Ở đây sẽ là quả đục xoay xuống. Tiếp theo là quả đục xoay lên. Có thể kết hợp thêm cả cổ tay để gia tăng độ sáng của nó. Sau khi mà thêm cả lực cổ tay nó vào thì cái độ trồi của nó rất là lớn. Và khi giao bóng theo kiểu đục như này thì có thể giao chuộng là khá là hiệu quả. Vỗ thẳng vào. Và dao chuỗi và cái quả đục thì dễ rất là dễ dao, đồng thời thì lại hỏng cũng là rất là ít. Nhưng đổi lại dao chuỗi sẽ không thể nhanh như bạn dao chuỗi để thu thập khi bóng cao. Và tiếp đến là một cái kỹ thuật mà ngày xưa mình rất là thích, đó là quả dao trái ngược.
và cái thời gian luyện tập vào giờ bóng này của mình cũng rất là tương đối lâu, phải hơn một năm mình có thể sử dụng được trong các cái trận đấu của mình. Đây là quả bóng xoáy ngược xuống. Xin cảm ơn mọi người đã xem video. Hãy like và subscribe kênh để có thể cập nhật được những video mới nhất, cũng như là có thể theo dõi được các cái giải đấu liên tục mình cập nhật trên kênh YouTube Lâm Đằng Xét. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở những clip lần sau. Xin chào.